dầu dầu anh em. Ngon phết anh em. Chế độ thường. Ok. Và chào mừng em quay trở lại với channel của Sĩ Zen. Đói quá. Đồ ngon đấy. Đồ ngon phết anh em ơi. Đang vẫn đủ tiền. Chờ phát nữa. Mùi gì? Đồ ngon, tiền ngon, tướng ngon. Chắc là đến lúc rồi anh em ơi, chúng ta đã có những trận xui xẻo và thấy là quá đủ rồi. Ê, con lau gần gần hết rồi, đứng. Sao lại con lau hai sớm vậy? Con đồ gì nữa vậy? Đồ này sao mà giết được nó? Vãi trưởng, đồ đẹp, tướng đẹp các thứ rồi mà. Quả lau hai còn xịn hơn nhỉ? Chết vậy. Bạn này bạn nào ấy, ừ đều đúng rồi bạn này này. Ơ, hai bạn lâu hai à, nào này lâu hai khỏe nhờ, em con lâu hai khỏe vãi, hai đánh ba tướng đáng sát quá. Gần như cái form tướng này là đã không sợ ai rồi ý. Hai floor rồi, ba Noman rồi, còn có quả floor xin luôn nữa. Quá đúng rồi. Tướng khỏe điên rồi. Thôi giờ chờ mà gặp lại xong rồi chơi con bài mình cùng chơi thôi. Đồ này thì chỉ có thể ngã ám. Sau khi tung chiêu hồi lại không đến 30% mana. Cho na cót là hợp nhất thường này. Ilu cũng hợp nhưng mà Ensu thêm cũng ok. Hiểu sao thêm cũng ok. Tưởng ba con đứng trên là cũng nhiều nên mình ba sau mình sẽ cho con Pio vào đây. Pio lắm. Cho ai nhỉ, cho lau nhá. Nhông. Tướng cũng ok đấy chứ. Ôi mà cái này không kích được cho con lau. Kích con lau nhá. Sienneta này ulti nhiều lần không nhỉ? Hồi được phát máu không? Hai con lau, ừ, cũng ok. Ôi mà cái này không kích được Noma. Và nếu cần sẽ bán con gì đó đi. Mình bán Amelie. Chưa bán thần nè. Ừ,
Chả cái chuỗi gì. Buồn thật đấy. Cho lau nhỉ, cho lau từ. Tuyệt sau trong tí thôi. Lau thì còn đi sống đấy. Chưa làm thua nhỉ. Tây sách thánh nhỉ? Hợp lý nhỉ? Romantic Sunday. Từ lâu đứng trên này. Thú vui ta nhã. Đồ như thế này thì mình vẫn chưa biết là sẽ đánh ám hay đánh gì đâu. Đang mua khá là nhiều tướng ta đi tinh lộn xà lộn xộn về để chơi thôi. Cái thêm Roman quên floor mình không nhân đôi đam rồi. Em nhân đôi đam dưới chứ mình không bắn thua ấy. Xiên. Chẳng xiên. Chơi luôn đánh thường. Thể lão 2 floor 2 mà không thắng được anh chắc chết hết. Sống dở dao. Không cần gì, rát 2. Anh chưa biết đánh gì đấy em ơi. Chỉ ghi ra một ngọc đại phát là khi mình xoay sang đánh hạ án tiếp. Còn không thì có thể không bị thú. Nhiều ma cóc mà. Mà ra thương, biết anh gì liền. Thì tiếp thằng cho vào. Tè nó hồi máu ạ. Ra thương thật em. Này xem ném cho lâu nhé. Thương này ám rồi. I feel alive. Khá là khó hiểu ghê. HT đứng góc à. Bao nhiêu thương. Xem cái thương đáy á. HT đứng góc được. Đang có đứng crack một ngộp, ngộp đại không? Ngộp đại. Thần vừa đủ. Chúng mới lỏ nó thôi, tạm tạm nhé. Quét này bóng nhé. Voi lấy nhé. Tạm thử. Hai tay chắc bỏng, một con hai tay rồi được.
Má lại con lau lại lại thôi, con lau cầm cái hồi máu. Phải. Hai lần thua lau cầm hồi máu rồi đấy. Gặp đại được không? Đại đủ 40 mana nào cũng được. Ừ, được nha. Con này vào rồi. Này vào ghê. Ba đồ. Cái gì mà cần đến ba đồ nhỉ? Teo cũng được, ra mấy con teo cũng được đấy. Đỡ rồi. Sách thánh này cho lau được rồi. Cái gì cho này nó có. Lau được, nó có chuyển hai đồ thôi. Đáng te không cần. Chuyển voi nha, hắc ám. Ui, hết voi anh em ơi, chết rồi, hai lại đánh trợ thủ nhỉ. Cái này không có hiệu quả cho nắp lắm đâu, mình sẽ để cho lau đi, hai lau hai đồ đi. Đánh thường nhiều hơn. Ám mình bỏ Noman đi đánh hai cái ám. Voi này voi một hay đánh thên nhỉ, đánh thên hay con voi không cần tanh không? Chứ không cần tanh nhỉ. Mỏng. Mắt ám này, chơi lên. Quẩy chết luôn anh em ơi, một quẩy là chết hết luôn. Không cần voi à? Cũng được, đúng là không cần voi cũng được. Ô, con này chơi được bắt là HT không? Có, khó, chết HT. Bị hồn chết rồi. Không còn HT đâu, bị bể lên đây nữa. Khó, khó đỡ được. Anh bạn anh trợ thủ với nhau đánh voi. 13 con Alice này, còn có 8 con voi khả năng mình đổi sang Alice anh em ơi. Ui, lau ulti đẹp thế. Hai ulti. Chết được con floor 2 này. Floor 2 mình thì chết. Buồn thật. Nó đấm chưa à? Mình đấm. Piu, ok. Có ulti. Dòng. Đi. Bắt đầu phải lấy lại anh em ơi. Để ăn lít đi. Con này bỏ được rồi. Hai bịch con voi thắng lắm. Thêm một tướng nữa thì thêm con gì nhỉ? Thêm con gì luôn, con voi. Only sharp blades finish the job. Hai có công ty xem mà nhiều nắp nhiều ấy không nhá, không mình đến 9 luôn em, đến 9 luôn được, không biết đánh không biết đánh gì, trở ra trợ thủ thứ Sephira trợ thủ mất con lau tiếc. Tu lên 2 hơi sớm, tu lên 2 giờ siêu sớm. Anh voi nhỉ, voi một, năm con voi, bỏ voi anh thêm, thế đến 9 luôn à? Na có còn 6 con, rồng còn 7 con, roll một tí nhá, một tí xong một tí mình tìm rồng phát, tăng sao, na có 2 luôn, gánh điên lên 9 luôn, đập một con na có 2 rồi mình lên 9 luôn được. Ê mà có thương này thì cũng lấy con rồng. Lấy con rồng được không? Ê lấy con gì 3 sao nhở? Ê nhiều dự định, nhiều dự định, nhiều dự định. Rất nhiều dự định. Rất là nhiều dự định. Rất là nhiều dự định đây. Thợ săn quỷ à? Hay là nhở? Lâu lâu. Ôi tôi chết mẹ ra tên. Voi bỏ, không chơi voi.
Từ từ nhá các bạn nhá, tôi đang rất là lag ở đây đây. Tôi đang rất là lag đây. Thương bắt đáy đúng không? Từ từ nhá, mình ăn mềm bỏng này, mình bị ở một cái trạng thái là lag á. Đang 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 cái gì đây nhỉ? Thợ săn quỷ không? Đây mình lấy thợ săn quỷ không? Thợ săn quỷ ba con. Bán thần. Kẹp thên. Thứ hai kẹp thên là được rồi. Làm gì? Kẹp thên. Phù thủy hai con. Phù thủy hai con rồi. Có cho cho thên. Ừ. Cho cho thên. Teo 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 hết tưởng tưởng này giống hợp lý không nhỉ? Nai có sẽ ulti được luôn và con rồng mình thì sẽ phải đánh thường một hai phát thì đấy, hai phát đánh thường chứ tự có một chút gì đó không hợp lý. Thêm bổ một phát nữa mày hả bởi. Thì không hợp lý nhỉ? Có thể lên từ từ. Như gì? Chất thuộc. Anh bán thần vẫn được nhé. Mình sẽ không đánh chất thuộc. Hai thương bạn này bên kia điên đấy, bạn này điên đấy, hai thương bạn này gặp bạn này chịu ấy, bạn này bắn một pha điên rồ luôn đấy. Phát đây đánh thường một phát hai phát, hai phát đánh thường đau một tí rồi lo xiên một phát nữa. Ra phát ông tìm phát nào. Gần chết, tôi đang tìm phát. Thứ nhất là tại mình lên con Tulen 2 là rồi này, nên mình cần con Illu để mình chơi bán thần luôn. Chắc chắn chơi bán thần rồi. Mà chơi bán thần thì khó chơi được trợ thủ thêm ấy. Nên là chắc mình trận này không cần tanh à. Magic pervades everything. Ê, nó cứ bắt mình đi trợ thủ ấy. Không nghĩ nhỉ. Thôi xong, bắt cái con thên này rồi. Bắt con rồng luôn. Lau đi một tí luôn, thêm 4 phát này. May thêm là 4 phát ấy, không chết hết. Cứ đang tí phát cuối. Loạn quá. Chưa nghĩ là chưa kiểu gì ấy. Vẫn đang cố gắng gánh bằng lau anh em, dòng này dòng một mình đang chưa định cho nó gánh. Dòng này chả có truy hồn chả có gì. Không cho nắp gánh thôi. Tại mình nắp ulti được luôn. Dòng này thường hai phát. Bây giờ mình bỏ hai con này đi nhá. Cho ngọc đại sang cho con rồng nhá. Nắp ba đồ.
Thế cũng bỏ luôn bởi vì mình về bốn thượng thủ mà. Thượng thủ với bốn con mà. Con này mình lên luôn đấy. Thêm một con Illy, quan trọng nhất còn Illu, quan trọng cần nhất là Illu. Floor. Floor chắc phải bỏ. Thêm Justice Illu. Lưu hai đồ. Choi thì cho con rồng mà cho nó thổi luôn à. Cũng được. Lưu nó có. Nó có đứng đây được. Thế đây. Đấy, vút liềm. Liềm cho nó có. Liềm như thế được. Trận thủ bỏ. Tìm con cát. Rồng. Rắc. Rắc cần. Bỏ con floor, lấy đi rắc. Cũng nghe chưa lại. Tiếp. Tìm. Sẽ bỏ con Floor đi nhỉ? Để bỏ con Floor lấy Lily chứ. Cần lấy Lily á. Illu cần lên 2, chết rồi quên chơi lên Illu 2 á. Thua nhỉ? Rồi, cho con thêm. Cấp đánh, cho con nó. Cần con Chi Hồng. Illu. Illu lên 2 luôn, bởi vì mình cần Illu 2. Video 9 ấy nhưng mà mày cũ thêm bay đi không được Rock xong món thề nữa thêm gì là ba bản thân thì con thêm cũng khá tím con cát không thấy đâu thêm một xuống bay đi sách thánh cho thêm mình cho Nakot cũng được cùng Nakot đi hai thêm bổ kìa một bổ cuối này chết rồi hai thêm bổ điên phết nhỉ 100 làm thấy nhìn con này bổ mình chưa thua nhỉ trận này mình thua từ lâu ấy chạy đánh cái lò lò đánh buồn cười mà thêm đi không thêm đi lấy cái bốn pháp sư cũng chẳng làm gì sư thì mình con Illu mình không có ti được hai lần đang cót hai này quan trọng nhá cót hai quan trọng thương hai thương bắt đáy bên này mình sẽ đổi sang góc bên kia hai thương này dây cuối nhá thương đáy na cót chui nó cái này thôi đúng không nhỉ ừ đúng không na cót hai thêm một rắc hai nữa rồi luôn lắp công ty được rồi hai con thêm một nhìn trong lỏ quá anh hết tiền đấy pha sau mình không di chuyển ở đâu ấy bạn đi rồi thêm một bạn đi ê nhưng mà bạn bạn Henneken này mẹ này có thương không Henneken là bạn có thương thương nhỉ check được không check được bạn Henneken có thương không teo teo là có thương ừ, teo là thương nhưng pha này không di chuyển được em ơi thêm rắc một tiền không di chuyển được không làm gì được không làm gì được em ơi phải thắng thua gì kệ ơi đổi đồ được thôi thêm không. Chắc vẫn đổi để vẫn để thương cái này làm là ok nhá vẫn để thương này mình sống được rồi chắc là sống được hai thương đều bắt đấy bên này mà rồng mình bị ăn choáng kìa tiếp đi ha ơi chưa thua oh my god chưa thua anh em ơi nhưng mà sắp thua nếu mà không có con cát vòng sau phải có con cát rồng đang rồng một quái rồng mình ăn choáng nữa cái thế mình để cầm gà cho nó cầm một cái nó cho rồi
Facebook chơi thua tốt nhưng đi hai không đến đây 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 anh I love you. Ông đủ tiền, I love you không đủ tiền. Hàng bán mặt này đi lấy thêm mặt nào không men. Sách thánh cho von cát này, liềm cho von cát nè, tốc đánh cho von cát nè. Thích chưa, thích chưa, thích chưa. Chòi cho thên này cũng được, nếu mà lên thên 2 anh em ơi. Con rồng này lấy một cái đồ 40 mana, cần cái đồ 40 mana để cho con rồng này ulti luôn mà nó không cần, không cần một gì, xong rồi có con nắc mình nó sẽ ức thêm mana, xong rồi mình có thể bỏ thêm một con gì đó mà mình không nhớ tên, nhiều con quá. Ai rồi quá rồi quá. Hai này bỏ nhá, hai này bỏ nhá, trừ khi thêm sót tướng thì mình thêm một thêm, không thì bỏ nhá. Có thêm một thêm hơi lòng. Còn bỏ này đi nhá. Hai con này đi này. 1-1 này. Thêm hai dòng hai này. Bây giờ cho dòng cho thêm nhỉ? Ê, 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 thêm. Thủ thế thôi, cho thêm đồ thủ nhá. Thêm đồ thủ. Thương đáy. Thương bắt đáy à? Chơi quả thương đáy là mình cũng à không, chơi thương đáy này. Chơi được, chơi anh chơi được. Thay thế gì đây? Thay thế gì đây? Con này mình bế con teo này, ơ. Ơ, sao lại để thế nhỉ? Để đây mình bế con teo ấy chứ. Ôi, bạn này chơi kiểu này. Chơi này chết bạn ơi. Được bạn ơi. Trừ khi con cắt này cân hết. Cắt cân hết thì chơi không hơi buồn cười lắm nhỉ. Chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ. Thôi, 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 thôi. Thôi. Giật cá mình. Cắt cân hết. Lò, đi. Mình cần một đồ 40 mana mà nó búp mana cho bên cạnh ấy. Hay là đi chim chui hồn nhỉ? 40 mana mà nó búp mana lại bên cạnh đi. Ơ không, à có. Chính xác là nó đấy. Làm cho con nắc này, làm cái trò này cho con thêm này em ơi. Thương cho con cát. Thương cho con cát. Tốc đánh này cho con nắc. Thương cho con cát. Thêm bổ luôn. Thêm đâu? Nó thêm bổ luôn. Gì à? Lại teo bắt đáy à? Cát bên này. Cho thử bắt đáy xem nào, xem bạn ấy chơi được mình. Đúng rồi, mình hứa chạy được con này kiểu gì luôn. Buồn cười quá. Thêm bổ luôn này. Cho von cát xuống đáy này. Ê, mình còn bị dính cái Lily vào kia nữa. May thế. Lily mình choáng được con von cát. Nhưng mà có giết được hai bạn này không ta? Trời ơi, thoát tim tôi, trời ơi. Ôi, vượt ngoài tầm. Đau tim. Con cá thải cũng rẻ đấy. Vậy thôi em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Thì kịp trên hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.